Kính thưa quý thầy, quý cô, kính thưa các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp. Em xin phép được thay mặt cho nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật Bệnh viện Bạch Mai xin gửi tới Hội nghị khoa học lần thứ 31 nhân kỷ niệm 110 năm ngày thành lập Bệnh viện Bạch Mai một nội dung nghiên cứu của chúng em, đó là kết quả bước đầu điều trị bệnh co thắt tâm vị bằng phương pháp cắt cơ thắt thực quản dưới qua nội soi. Bài trình bày của em gồm có 5 phần. Thứ nhất là đại cương, thứ hai là mục tiêu nghiên cứu, thứ ba là đối tượng và phương pháp nghiên cứu, thứ tư là kết quả và bàn luận, thứ năm là kết luận. Thứ nhất là phần đại cương thì co thắt tâm vị thì là một bệnh do rối loạn nhu động của cơ thắt thực quản dưới. Biểu hiện lâm sàng của bệnh này đó là nuốt khó, nôn sau ăn, đau ngực hoặc là gầy sút cân. Tỷ lệ theo một số các báo cáo thì nó khoảng 1 trên 100.000 người lớn trên 1 năm và không có sự khác biệt giữa các giới và các chủng tộc. Độ tuổi hay gặp nhất đó là độ tuổi trung niên từ 30 đến 60 tuổi và nguyên nhân cho đến nay thì cũng chưa rõ ràng. Các phương pháp điều trị như chúng ta đều biết đó là điều trị nội khoa dùng các thuốc như là chèn kênh canxi hoặc là dùng nitrat hoặc là phương pháp tiêm botulinum toxin, phương pháp nong thực quản bằng ống hơi và phương pháp phẫu thuật bằng Heller. Thì hôm nay em có muốn trình bày một phương pháp mới đó là phương pháp cắt cơ thắt thực quản dưới qua nội soi, viết tắt là POEM. Thế thì POEM là một phương pháp mới, mục đích thì là cắt cơ thắt thực quản dưới qua nội soi, làm giảm áp lực vùng thực quản tâm vị. Bắt đầu được nghiên cứu vào năm 2008 và lần đầu được công bố vào năm 2010 bởi tác giả Inoue. Năm 2014 thì trên thế giới đã có khoảng 2.000 ca được thực hiện, và đến năm 2017 thì khoảng trên 5.000 ca, và hiện nay thì số lượng các ca được thực hiện trên thế giới tăng lên rất là nhiều. Tỷ lệ thành công theo các báo cáo từ khoảng 80 đến 100%. So với phương pháp phẫu thuật thì hiệu quả thì tương tự như là phẫu thuật, tuy nhiên nó có một số ưu điểm đó là ít xâm lấn, giá thì rẻ hơn, tiếp cận cơ thắt thực quản từ đoạn xa, do vậy mà ít biến chứng, thời gian bệnh nhân nằm viện ngắn, nhanh trở lại hoạt động bình thường và không có sẹo ngoài cơ thể. Tốc độ thực hiện POEM trên toàn thế giới đang tăng nhanh. Tuy nhiên ở Việt Nam theo tôi tìm hiểu của em thì cũng chưa có báo cáo về nghiên cứu về kỹ thuật này. Chính vì vậy mà chúng em nghiên cứu kỹ thuật này với hai mục tiêu. Thứ nhất là nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh co thắt tâm vị. Thứ hai là bước đầu đánh giá kết quả cắt cơ thắt thực quản dưới qua nội soi trong điều trị bệnh co thắt tâm vị. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu chúng em đó là 17 bệnh nhân được chẩn đoán co thắt tâm vị. Địa điểm nghiên cứu là tại Bệnh viện Bạch Mai. Thời gian nghiên cứu là từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 11 năm 2020. Tiêu chuẩn lựa chọn trong nghiên cứu của chúng em đó là tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán co thắt tâm vị, được nội soi dạ dày thực quản, được chụp X quang thực quản có cản quang và đo áp lực cơ thắt thực, áp lực thực quản. Tiêu chuẩn loại trừ đó là các bệnh nhân có chống chỉ định với nội soi, chống chỉ định với phẫu thuật hoặc là bệnh nhân trước đó có các thủ thuật gây mất sự toàn vẹn của niêm mạc thực quản tại vị trí 1/3 dưới, đó là các loét hẹp thực quản do hóa chất, do tia xạ hoặc là bệnh nhân được thực hiện các thủ thuật IMA, ESD tại thực quản. Phương pháp nghiên cứu của chúng em đó là tiến cứu. Tiêu chuẩn đánh giá chúng em dựa vào các thang điểm ECOG, tức là có 4 cái triệu chứng đó là gầy, sút cân, nuốt nghẹn, đau ngực và nôn sau ăn. Tổng điểm cao nhất đó là 12 điểm, với bệnh nhân bình thường thì là bằng 0. Với bệnh nhân mà làm can thiệp thủ thuật các điểm số mà dưới 3 điểm thì coi như là kỹ thuật thành thủ thuật thành công. Phương tiện nghiên cứu gồm có hệ thống nội soi dạ dày, dung dịch muối 9 phần nghìn, dung dịch thông nhựa indigo carmine, kim tiêm nhất, dao tam giác, kẹp đông cầm máu, máy cắt đốt, máy bơm khí CO2, kẹp hemoclip. Đây là một số các cái hình ảnh mà chúng em thủ thuật dùng trong phẫu thuật. Đó là dao tam giác, các kẹp đông cầm máu, kẹp clip và nguồn cắt đốt. Chuẩn bị bệnh nhân. Thứ nhất là khi bệnh nhân đến thì chúng em được hỏi tiền sử khám thực thể đánh giá điểm số ECOG, sau đó được soi dạ dày, được chụp X quang CT ngực và đo áp lực thực quản, được xét nghiệm máu cần thiết, sau đó bệnh nhân được nhịn ăn 6 đến 8 tiếng trước khi làm thủ thuật, được dự phòng kháng sinh đường tĩnh mạch, sau đó đặt nội khí quản. Trước khi làm thủ thuật chúng em đã soi lại một lần để đánh giá thì là làm sạch thực quản, hút các chất ứ động trong thực quản. Đây là sơ đồ nghiên cứu của chúng em. Thứ nhất là một bệnh nhân nghi ngờ có thắt tâm vị, sau đó sẽ được chụp X quang thực quản, chụp CT thực quản, đo áp lực thực quản, làm các xét nghiệm cần thiết và hẹn ngày để làm phẫu thuật. Các bước thực hiện phẫu thuật đó gồm tiêm dưới niêm mạc, tạo đường hầm dưới niêm mạc, cắt cơ vòng thực quản và đóng vết rạch niêm mạc.
Đây là hình ảnh mô tả cho các bước thực hiện quy trình thủ thuật của chúng em, đó là tiêm dưới niêm mạc, tạo đường hầm dưới niêm mạc, tạo đường hầm dưới niêm mạc, cắt cơ thắt thực quản và đóng niêm mạc. Đây là những cái hình ảnh mô tả cho cái thủ thuật đó. Đây là hình ảnh mà khi chúng ta tạo đường hầm đến cái chỗ tâm vị, tức là cái chỗ này tức là hẹp nhất trong quá trình tạo đường hầm, xuất hiện một cái không gian hẹp lại vào các cái mạch xiên. Sau khi đi qua chỗ hẹp này thì bắt đầu đi vào trong dạ dày thì các cái khoang ở dưới niêm mạc nó sẽ mở rộng hơn. Hoặc khi chúng ta xoay ngược thì xuất hiện các cái chất chỉ thị màu như này thì chứng tỏ chúng ta đã tạo được đường hầm qua lỗ tâm vị. Kết quả của bàn luận của chúng em, nhất là về tuổi bệnh nhân, tuổi trẻ nhất trong nghiên cứu của chúng em đó là 21 tuổi, già nhất là 57 tuổi, trung bình là khoảng 40 tuổi. Trong nghiên cứu của chúng em hay gặp nhất là nhóm tuổi từ 20 đến 30 và 50 đến 60 tuổi. Mỗi nhóm là 6 bệnh nhân chiếm 35,3%. Giới thì trong nghiên cứu của chúng em thì giới nam và nữ thì cân bằng nhau, nữ là 9 bệnh nhân chiếm 53%, nam 8 bệnh nhân chiếm 47%. Thời gian bị bệnh trong nghiên cứu thì là ngắn nhất là khoảng 12 tháng, lâu nhất có bệnh nhân đến có xuất hiện các triệu chứng cách đây đã 35 năm, và trung bình là khoảng 3,5 năm. Trong nghiên cứu này thì chúng em thường là có các triệu chứng kéo dài khoảng 2 đến 5 năm, tức là khoảng 5 bệnh nhân chiếm 29,6%. Tiền sử nong thực quản, các bệnh nhân chúng em lựa chọn cơ bản là các bệnh nhân chưa có tiền sử nong thực quản, tránh trường hợp tạo các sẹo hẹp, gồm 13 bệnh nhân chiếm 76,4%. Đánh giá về cân nặng và chỉ số BMI trước phẫu thuật thì cân nặng trước phẫu thuật trung bình của chúng em là 47 và BMI trung bình là 18, tức là các bệnh nhân nhóm này cũng hơi gầy. Về phân loại các tuyết co thắt thì trong nghiên cứu của chúng em thì chủ yếu gặp là tuyết 2, tức là có 9 bệnh nhân chiếm 53%. Ngoài ra có tuyết 1 3 bệnh nhân, tuyết 3 là 2 bệnh nhân và các tuyết khác là 3 bệnh nhân. Chiều dài đường hầm và chiều dài cơ cắt, trong nghiên cứu thì chiều dài đường hầm chúng em tạo ra dài nhất khoảng 14 cm, ngắn nhất là 10 cm, trung bình là 12 cm, và chiều dài cơ cắt thì dài nhất khoảng 12 cm, ngắn nhất 8 cm, trung bình là 10 cm. Sau một tác giả của người Hàn Quốc thì cũng tương đồng như là trong nghiên cứu của chúng em. Về số clip đóng vết mở thì chúng em dùng nhiều nhất mất 10 clip, ít nhất là 6 clip và trung bình là 7 clip. Tác giả người Hàn Quốc họ cũng dùng trung bình khoảng 5 đến 9 clip. Thời gian thực hiện thủ thuật dài nhất là 180 phút, ngắn nhất là 90 phút, trung bình là 150 phút. Tất cả người Hàn Quốc họ cũng thực hiện trong khoảng thời gian từ khoảng 100 đến 180 phút. Trong nghiên cứu của em, chúng em thường thực hiện trong khoảng khoảng 2 đến 3 tiếng, và có 12 bệnh nhân chiếm 70,6%. Trong nghiên cứu của chúng em, tỷ lệ tai biến đó là tràn khí, đó là 4 bệnh nhân chiếm 23,5%. So với một nghiên cứu của tác giả người Trung Quốc thì tỷ lệ tai biến của họ là 10,2%, cũng thấp hơn. Nên là có lẽ là nghiên cứu của em là nghiên cứu mới cho nên em gặp tai biến cao hơn một chút. Đánh giá về lâm sàng và trước và sau thủ thuật thì điểm số ECOG trước thủ thuật là 11, sau một tháng của em đo lại của em nghiên cứu lại là 2, và sau đó một năm em vừa điều tra thì là điểm số ECOG là 3 điểm. Áp lực cơ thắt thực quản lúc trước can thiệp nó là 28,85 mm thủy ngân, sau một tháng chúng em đo lại là 15 mm thủy ngân, và sau một năm thì chúng em cũng chưa khảo sát được cái gì này, bệnh nhân dịch ra bệnh nhân chưa đến lên được. Tỷ lệ GERD đó là khoảng 20% và BMI lúc trước khi thủ thuật đó là 18 và sau thủ thuật đó là 20. Thì theo tác giả người Trung Quốc thì cái tỷ lệ điểm ECOG trung bình của họ trước thủ thuật là 8, sau đó là xuống là 2, và áp lực cơ thắt thực quản là từ 20,7 xuống còn 11,9, và cái tỷ lệ trào ngược của họ là 37,3%. Tỷ lệ trào ngược của em có thấp hơn chút. Thời gian nằm viện của chúng em trung bình là 4 ngày, thì tác giả người Hàn Quốc thì trung bình của họ chỉ là 1 ngày thôi ạ. Như vậy là thủ thuật thực hiện bệnh nhân nằm viện rất là ngắn. Đây là một số hình ảnh mà chúng em thực hiện từ lúc có các cái chuyên gia từ Nhật Bản, Hồng Kông và Thái Lan họ đang cầm tay chỉ việc chúng em, và đây là những cái ca mà chúng em đứng độc lập, cái ca đầu tiên chúng em đứng độc lập. Đây là bệnh nhân mà chúng em mới thực hiện từ tháng 10 năm ngoái, tức là một cái ca bệnh nhân cắt cơ thắt. Đây là ca thứ hai gần đây nhất ạ, chúng em cũng mới được thực hiện xong ạ, nhờ có kết quả rất là tốt. Thế thì qua các nội dung trên thì em cũng có một số cái kết luận sau. Thứ nhất thì PERM thì là một kỹ thuật mới nhưng khá an toàn và hiệu quả. Thời gian bệnh nhân hồi phục rất là nhanh, tỷ lệ tai biến thì thấp, và chúng em hoàn toàn có thể triển khai được tại bệnh viện Bạch Mai của chúng ta. Trên đây là toàn bộ bài báo cáo của em.
Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, các cô cũng như là các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp để chúng em rút kinh nghiệm và thực hiện thủ thuật được tốt hơn. Em xin trân trọng cảm ơn.